Tin nóng si ngày 18 tháng 10. Những tin tức si nóng hồi có trong ngày 18 tháng 10 sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết này. Trương Hằng lọt hồ đen bị xử phạt 32 triệu tệ vì trợ giúp Trịnh Sảng trốn thuế. Theo nguồn tin từ CCTV, Tổng cục thuế vụ Thượng Hải đã trả lời phóng viên sau khi điều tra vụ án trốn thuế của Trịnh Sảng. Sau khi điều tra viên phát hiện Trương Hằng là người đại diện của Trịnh Sảng trong quá trình tham gia bộ phim Thiện nữ U Hôn, phụ trách các loại ký kết hợp đồng, trao đổi thủ lao, thành lập các công ty để tìm cách che giấu thủ lao giả trên trời, lần tránh các bước điều tra kiểm duyệt của các ban ngành liên quan, giúp trịnh sản, trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế. Trương Hằng đã bị xử phạt hơn 32.270 triệu nhân dân tệ. Đàm Tùng Vận gây bão toàn cõi mạng, xì si có ma cà rồng mới Đàm Tùng Vận xuất hiện tại sự kiện vào ngày 17 tháng 10 với hình ảnh cực kỳ đáng yêu và ngọt ngào. Lọt ảnh ra fan chụp tại sự kiện giờ đây đang gây bão toàn cõi mạng. so với rất nhiều ngôi sao bằng tuổi, Đàm Tùng Vận chẳng khác nào hậu bối mới ở độ tuổi đôi mươi. Ngụy Đại Huân chia tay Dương Mịch đã vội chuyển tầm ngắm sang chị Lợi Dĩnh. Trang 163 trích dẫn một nguồn thạo tin cho hay, kể từ khi chị Lợi Dĩnh đường ai này đi với chồng cũ, cô có rất nhiều đối tượng theo đuổi, trong đó có Ngụy Đại Huân. Tuy nhiên anh đã bị đàn chị thẳng thừng từ chối. Một số cộng đồng mạng ném đá nam minh tinh họ Ngụy khi vừa dứt Dương Mịch đã nghĩ ngay tới tình mới. Vương Nhất Bác rơi vào tình trạng sửa khóc sửa cười vì bị kiện. Mới đây cộng đồng mạng phát hiện một người tên Vương Nhất Bác bị kiện vì tội lừa đảo. Vụ án được lập là vụ án hình sự. Đang chú ý trước đó người kiện là anti fan cũng từng bị chính Vương Nhất Bác kiện. Do đó cộng đồng mạng cho rằng Vương Nhất Bác trong vụ án lừa đảo kể trên cũng chính là nam nghệ sĩ Vương Nhất Bác. Mặt khác cũng có tin Vương Nhất Bác đang phải chuẩn bị ra tòa vì khoản vay tài chính với Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên một số fan đã đứng lên thanh minh cho Vương Nhất Bác rằng cả hai trường hợp kể trên đều do trùng hợp tên và họ. Ngoài ra một số tin hot như sau. Địch nghệ Nhật Ba gây sốt với bộ ảnh trên bìa WSG Lấy dịch phòng sự kiện gây hỗn loạn. Dương tử để đọc dài chụp ảnh quảng cáo váy cưới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.